chào các bạn, thì hôm nay Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn chương trình du lịch khách sạn tại trường tại Học viện Quản lý Năng Giang. Thì đầu tiên thì Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đôi nét về trường Năng Giang Singapore như sau. Được thành lập vào năm 2011, Học viện Quản lý Năng Giang cam kết đang cung cấp chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức và năng lực của sinh viên. Các khóa học mang đến cho sinh viên những bài học thực tiễn, khuyến khích tinh thần học sáng tạo và bồi dưỡng cho sinh viên trong môi trường trí thức với định hướng quốc tế. Chất lượng giảng dạy và uy tín của trường được chính phủ và tổ chức giáo dục tư Singapore công nhận bằng các chứng chỉ SQC về lớp học chất lượng ISO 9001-2000. Đặc biệt thì Năng Giang là một trong những số ít trường tư thục tại Singapore đạt chứng chỉ bảo vệ quyền lợi sinh viên quốc tế EduJet. Và khu học xá được đặt tại trung tâm của Singapore nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội được tiếp cận và làm quen với các hệ thống khách sạn chất lượng hàng đầu thế giới, hệ thống ngân hàng và môi trường kinh doanh nơi mà sinh viên sẽ làm việc sau khi tốt nghiệp. Đồng thời, tại vị trí trung tâm, thành phố thì cũng mang đến cho sinh viên những thuận lợi trong việc đi đến trường và ăn uống sau giờ học. Thì Học viện Quản lý Năng Giang có đào tạo chuyên ngành du lịch khách sạn và được nhiều bạn sinh viên lựa chọn. Thì Học viện Quản lý Năng Giang cung cấp khóa du lịch khách sạn tốt nhất ở Singapore và trong khu vực. Tham gia khóa học du lịch khách sạn tại trường thì sinh viên có cơ hội học tập lý thuyết và hoàn thiện kỹ năng thực tế thông qua quá trình học tập tại các nhà hàng, khách sạn 5 sao, các khu resort, vui chơi, giải trí tiêu chuẩn quốc tế tại Singapore. Trong suốt quá trình thực tập, sinh viên được nhận lương từ 600 đến 1.000 đô Singapore trong vòng 1 tháng. Kỳ thực tập này không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên cơ hội học tập thực tế mà còn mang đến cơ hội làm việc sau khi tốt nghiệp. Rất nhiều sinh viên của Năng Giang đã được các nhà hàng, khách sạn giữ lại làm việc sau khi hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập. Các bậc học bao gồm cao đẳng quản trị du lịch khách sạn, cao đẳng quản trị du lịch khách sạn chuyên ngành casino, cao đẳng nâng cao quản trị du lịch khách sạn, cử nhân quản trị du lịch khách sạn, khóa học sau đại học quản trị du lịch khách sạn. Cụ thể thì cao đẳng quản trị du lịch khách sạn học phí là khoảng 7.800 đô Singapore, thời gian học là 14 tháng, điều kiện là phải tốt nghiệp trung học phổ thông, IELTS là 5.5. Cao đẳng quản lý du lịch khách sạn casino thì học phí là khoảng 8.950 đô Singapore, thời gian học là trong vòng 18 tháng, tốt nghiệp trung học phổ thông, IELTS là 5.5. Và cao đẳng nâng cao quản lý du lịch khách sạn thì học phí là khoảng 6.900 đô Singapore, thời gian học là 16 tháng, tốt nghiệp cao đẳng đại học IELTS là 6 chấm. Về cử nhân quản lý du lịch khách sạn thì học phí là khoảng 12.100 đô Singapore, thời gian học là trong vòng 16 tháng và yêu cầu là tốt nghiệp đại học IELTS là 6 chấm. Về chương trình sau đại học du lịch khách sạn thì học phí là khoảng 12.800 đô Singapore, thời gian học là trong vòng 14 tháng, yêu cầu là phải tốt nghiệp đại học IELTS là 6 chấm. Và mọi thắc mắc về chương trình trên thì bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương theo địa chỉ là 148/1 Trần Văn Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc bạn cũng có thể gọi theo số 083 848 4879 để chuyên viên tư vấn hỗ trợ bạn.